Tiểu tử, nhìn ngươi cũng đầu óc ngu ngốc, cũng có chút tâm ý như vậy. Đây là đang dụ dỗ cô nương nhà nào, trả cho ta. Được đó chứ. Chỉ cần ngươi nói ra tấm giải hoa này là tặng cho cô nương nào thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Được, ta sẽ nói cho ông biết. Hôm nay ta không tính toán với ông, không phải vì ta sợ ông, mà vì nghe lời dặn dò của sư phụ ta. Đánh, đánh cho hắn chết. Đánh, đánh cho hắn chết đi. Đánh, đánh cho ta. Trả cho ta. Trả cho ta. Trả cho ta. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Khốn kiếp, dám đánh lão tử. Đánh chết hắn cho ta. Đánh cho ta. Ca ông hám thượng lai, đánh cho ta. Hắn biết dùng kiếm. Cút đi, 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 đi. Tiểu tử này, kiếm pháp cũng không tệ. Đây là kiếm của ông sao? Trả lại cho ông. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta tên Địch Dân. Kiếm pháp của ngươi là ai dạy cho ngươi? Không ai dạy ta. Ta vẫn nên về nhà trước. Đa tạ. A Phương, đừng đợi nữa, qua ăn cơm. Cha ơi, sư huynh đi săn bắt cũng đã đi một ngày trời rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Nó hiền lành nhút nhát, có thể xảy ra chuyện gì? Ăn cơm đi. Sư huynh, huynh về rồi, săn được gì rồi? Huynh, mặt của huynh sao vậy? Đứng lại. Lại đánh nhau bên ngoài nữa à? Sư phụ con. Sư huynh, huynh không sao chứ? Không sao. Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm. Đứng lại. Nếu như con thật sự không muốn nghe lời ta thì dứt khoát đừng về đây gặp ta. Sư phụ con. Sư huynh, huynh cũng thật là, làm gì mà vô duyên vô cớ lại đi đánh nhau với người khác chứ? Lại chọc cha tức giận nữa rồi. Muội. Sư huynh, A Phương, đứng lại. Tính khí cứng đầu của nó trội vậy, ai cũng không khuyên nổi. Ăn cơm đi. Vậy mà huynh cũng không hiểu. Thật ngốc nghếch mà. Cha ơi, con đi tìm sư huynh về nha. Đứa trẻ này thật bướng bỉnh. Đi đi. Mang cái này cho nó. Dạ. Sư huynh. Sư huynh, cha gọi huynh về nhà kìa. Huynh đói không? Ăn chút gì đó lót bụng trước nha.
Sư huynh, huynh sao vậy? Vết thương còn đau không? Huynh làm gì vậy? Cũng đâu phải nói là muội chọc giận huynh, huynh bị người khác đánh, chẳng lẽ muội không đau lòng sao? Ta mua cho muội một tấm vải qua. Mua cho muội hả? Một tấm vải đẹp như vậy đã bị đám khốn kiếp địa bảo xé rách mất rồi. Địa bảo? Chính là mấy tên khốn kiếp đó, đều là bọn họ ức hiếp ta. Sư huynh, muội yên tâm, tấm vải rách rồi, ngày mai ta sẽ đi mua cho muội thêm một tấm nữa. Tại sao huynh lại đi mua đồ cho muội? Bởi vì ta từng hứa với muội phải mua cho muội y phục mới, cùng muội đi xem kịch. Còn gì nữa? Còn muội cũng nói là ta ăn nói vụng về. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng tặng quà gì cho nữ nhi. Vậy thì đã sao? Vậy muội luôn nói ta là rau muống. Ta chính là một đoạn ruột, một tấm lòng. Một tấm lòng đối với ai vậy? Với muội đó. Một đoạn ruột, một tấm lòng. Sư muội, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với muội, cả đời sẽ không rời xa muội. Nhị gia, đi khắp 23 quận ở Giang Tây, đã đi mòn hơn chục đôi giày, nhưng chưa tìm được người mà người muốn tìm. Hà Nam có đến vài gia đình từ ngoài đến, tuổi tác không phải lớn thì là nhỏ. Được rồi, thuê bọn vô dụng các ngươi, tiêu hết cả đống ngân lượng. 5 năm rồi, đến một cây rắm cũng không gửi thấy. Nghe đây, nếu như năm nay không tìm thấy, có nhìn thấy chưa? Nhìn đi, đây là nhà của các ngươi. Nhị gia, lần đi đến phố Ma Khê Tương Tây lần này thì ta đã có chút manh mối rồi. Thất Tam, để đừng vòng vo với ta nữa. Nói đi. Nhị gia, người này hơn 50 tuổi, từ năm Giáp Tử, từ Nhạc Dương dọn đến đó. Nữ nhi tên là A Phương, có thu nhận một đồ đệ biết sử dụng kiếm. Cũng giống lắm. Lão Tam, đệ cũng chạy xa thật. Sư huynh, huynh xem nó giống cái gì? Tứ bức tượng. Nói bậy, nó giống một người. Người đó là giống giống sư phụ. Đương nhiên không phải rồi. Tên của người đó là rau muống. Ta sao? Đúng vậy. Giống huynh biết bao. Huynh xem. Không giống. Giống. Huynh xem lông mày này, đôi mắt này. Sư huynh, huynh xem Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Đừng bay mà. Sư huynh, mau giúp muội bắt đi. Sư huynh,
Huynh làm gì vậy? Không phải muội thích nó sao? Ta đánh nó cho muội rồi. Muội kêu huynh bắt nó lại, lại không phải kêu huynh đánh chết nó. Huynh xem, tạo nghiệt lắm đó. Người ta rõ ràng đang là một cặp phu thê, đang sống vui vẻ cũng bị huynh chia cắt rồi. Sư muội là lỗi của ta, muội đừng giận nữa. Muội đừng giận được không? Đây phải làm sao? Sư huynh, huynh không cần lo lắng. Muội có cách rồi.